Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ cho kênh Ô tô 360 của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng sedan. Đó chính là chiếc xe Kia K3. Đây là chiếc xe Kia K3 phiên bản 2.0. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và đã đăng ký tháng 12 năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe đã chạy được hơn 4 vạn km rồi ạ. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe Kia K3 2.0 này ạ. Cái phiên bản Kia K3 2.0 này nó khác với cái phiên bản 2.6 rất là nhiều ạ. Nó trang bị tất cả đồ chơi rồi, full option rồi, từ động cơ xăng 2.0 lít này và khóa thông minh này, đèn nổ start tốt, cửa nóc, ghế da cao cấp và là ghế điện nhớ ghế hai vị trí, điều hòa tự động hai vùng độc lập, đã trang bị cửa gió cho hàng ghế ngồi phía sau, đầu DVD, camera lùi, cảm biến trước sau đầy đủ tất cả rồi. Chiếc xe còn rất là đẹp ạ, vì chiếc xe chạy mới có hơn 4 vạn km thôi, cho nên là còn rất là đẹp, còn rất là mới ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, máy móc nguyên bản, tất cả còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi. Và chúng tôi có hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn chưa chuẩn bị đầy đủ về tài chính thì chúng tôi sẽ làm trả góp cho quý vị và các bạn. Chiếc xe vẫn vay được với 70% giá trị của xe, vay trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục rất là nhanh gọn, chúng tôi chỉ làm trong vòng 3 đến 5 ngày thì quý vị và các bạn đã được nhận xe và sử dụng chiếc xe rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ cho kênh Ô tô 360 của chúng tôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ô tô 360 của chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Kia K3 2.0 2015 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước hết thì tôi cũng sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất cũng như là xem về cái phần nước sơn bên ngoài. Chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào, nền có còn đẹp hay không, sơn có còn nguyên bản nhiều hay không ạ. Thì đây, tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về chiếc xe Kia K3 2015, sản xuất năm 2015, đăng ký cuối năm 2015, đăng ký tháng 12 năm 2015 và đã chạy hơn 4 vạn km. Thì bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi cùng xem đây ạ. Tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Chúng tôi cũng cam kết là chiếc xe này là chiếc xe còn nguyên bản, không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Và cái đồng hồ chạy 4 vạn tư này là tôi cũng cam kết luôn là tôi không tua đồng hồ, tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Tôi mua từ nhà chủ xe như thế nào thì là cũng còn nguyên lại như thế vậy ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Nước sơn thì rất là bóng và rất là phẳng, nền rất là phẳng, rất là đẹp ạ. Đây, mời quý vị và các bạn cùng xem. Tôi quay thật gần và thật chậm lại để cho quý vị và các bạn xem nó kỹ hơn để được đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe Kia K3 này, nó còn mới còn đẹp như thế nào. Và cái màu sơn này là màu vàng, thưa quý vị và các bạn ạ. Màu vàng rất là đẹp và rất là hợp với rất là nhiều độ tuổi, hợp với rất nhiều độ tuổi ạ. Đây là cái phần ba đợt sốc sau của xe cũng đã được trang bị đầy đủ lên rồi, rất là đẹp ạ. Camera lùi, đây là cái phiên bản Kia K3, đây là cái phiên bản Kia K3 và là cái phiên bản 2.0 lít. Kia K3 là có hai phiên bản, là một là 1.6, thứ hai là 2.0. 1.6 thì nó đồ nó không được nhiều như con 2.0 này. Đây là cái phiên bản 2.0 cho nên option là tương đối đầy đủ rồi, tất cả đầy đủ hết rồi ạ. Nhìn về cái phần tổng thể và cái phần ngoại thất rất là đẹp, vì nó chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, chưa phải làm lại gì, cho nên nó còn rất đẹp ạ. Chúng tôi cam kết là nó còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần ba đợt sốc trước của xe đấy, tất cả còn nguyên bản, còn zin hết, cho nên là chưa có xước sát hay là chưa có va chạm gì cả. Và xe cũng đã được trang bị cả cảm biến trước, đèn LED, đèn daylight đầy đủ ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên gương chiếu hậu, và gương chiếu hậu là gương gập điện rồi ạ. Đây, đây là xi nhan. Và cái cặp đèn pha thì cũng đã được trang bị là đèn pha bi xenon và đèn LED ban ngày, hay gọi là đèn daylight đấy ạ. Đầy đủ hết cả rồi. Đây là cái phần đèn gầm của xe, đèn gầm, và xe cũng đã được trang bị là cảm biến trước của xe đây rồi ạ. Rất là đẹp, option thì rất là nhiều. Và đây là cái phần ba đợt sốc sau của xe đấy ạ. Ba đợt sốc sau của xe cũng còn rất là đẹp, và xe cũng đã được trang bị lên là cảm biến lùi, camera lùi, option là tương đối đầy đủ, không còn thiếu cái gì nữa cả.
xe thì rất là đẹp ạ. Và xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh Start Stop và mở cửa trên cánh cửa đây ạ. Bấm nút mở cửa tại cánh cửa, cả cánh cửa bên lái và cánh cửa bên phụ, tất cả còn rất là đẹp. Đây là cái phần la răng cộng với lốp của xe, tất cả còn rất là đều, rất là đẹp và lốp rất là dày. Quý vị và các bạn có thể xem đây ạ, lốp rất là mới. Lốp rất là mới, rất là đẹp ạ. La răng thì chưa có xước xát gì cả. Và là la răng là la răng đúc mặt phay, 5 cánh kép rất là thể thao, rất đẹp, rất khỏe mạnh. Đây là cái cặp đèn hậu của xe. Cặp đèn hậu cũng còn rất là mới, rất là bóng, chưa có xước xát, chưa có nứt vỡ gì cả. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Đèn hậu cũng là đèn LED rồi ạ. Hệ thống đèn là full LED, rất là đẹp ạ. Nhìn về cái mặt tổng thể nhìn của xe thì rất là đẹp ạ. Tất cả còn rất đẹp, chưa có sự đâm đụng hay va chạm gì cả. Cái phần bao đời sốc trước đây, mời quý vị và các bạn cùng xem. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Tất cả tôi bật cả đèn lên đây, nhìn rất là đẹp ạ. Rất là thể thao, phiên bản 2.0 này là tương đối đầy đủ rồi. Option không còn thiếu gì cả. Từ ghế da, ghế nhớ ghế, ghế điện và cửa nóc, khóa thông minh, đèn nổ, start stop đầy đủ rồi. Và nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 2.0 2015 này thì mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi. Chỉ hơn 400 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Kia K3 2.0 2015 này. Và nếu như quý vị các bạn muốn làm thủ tục trả góp thì chúng tôi cũng có thể làm thủ tục trả góp cho quý vị. Quý vị các bạn có thể vay tối đa đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Nếu như quý vị các bạn trả góp thì quý vị các bạn chỉ việc bỏ ra khoảng độ từ 150 triệu đến 200 triệu thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe Kia K3 2.0 2015 này rồi. Chiếc xe này chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Và sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem kỹ về cái phần nội thất của chiếc xe. Bước vào cái khoang nội thất của chiếc xe thì tôi sẽ quay về cái phần cánh cửa, táp bi cánh cửa phía trước bên lái là cái táp bi cánh cửa dùng nhiều nhất đấy ạ, sử dụng nhiều nhất ạ. Tất cả cũng còn nguyên bản, keo chỉ nguyên bản, ốc bản lề còn nguyên bản và táp bi cửa thì rất là đẹp ạ. Đây là cái cụm điều khiển lên xuống kính cộng điều khiển gương, gương gập điện, nhớ ghế đây. Đây là cái nhớ ghế hai vị trí. Đây là cái gương gập điện này, gương chiếu hậu gập điện. Option thì tương đối là đầy đủ rồi, không còn thiếu cái gì cả. Và đây thì tôi sẽ quay về cái phần nội thất cho quý vị các bạn cùng xem. Chế độ chống trơn trượt, nâng hạ đèn pha và vô lăng thì bọc da. Và vô lăng này thì cũng là vô lăng nguyên bản, chưa phải làm gì cả. Tất cả còn rất là mới vì mới chạy có hơn 4 vạn km thôi. Chúng tôi cũng cam kết sâu về chất lượng ạ. Chất lượng tương đối tốt cho nên là tôi có thể cam kết bằng văn bản với quý vị các bạn. Đây là cái phần ghế da cao cấp và là ghế chỉnh điện 12 hướng đây ạ. Ghế chỉnh điện 12 hướng. Tất cả hoạt động rất là tốt và còn rất là mới ạ, chưa có xước xát gì cả. Vì chủ xe đi cũng rất là giữ gìn, ngay từ cái bậc cửa chủ xe cũng đã ốp cái phần inox này rồi để tránh xước, để nhiều khi có những người bước lên cái bậc cửa này nó không bị xước xe. Tất cả là còn rất đều và đẹp, xe cũng đã được trang bị cửa nóc. Đây là cái cửa nóc của chiếc xe đây ạ. Cửa nóc và ghế da cao cấp, nội thất màu ghi sáng, rất là đẹp và rất là sáng, rất là sang trọng, lịch sự. Cái xe Kia K3 2.0 2015 này ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ quay về cái phần, đây là cái phần tem của nhà sản xuất đấy ạ. Xe được sản xuất và lắp ráp tại Thaco Việt Nam. Đây là tem của nhà sản xuất dán trên cánh cửa đấy ạ. Tất cả còn rất là mới vì chiếc xe đăng ký cuối năm 2015, gần như sang 2016 mới bắt đầu sử dụng ạ. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên lái. Tôi cũng sẽ quay rất là chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn có thể tự đánh giá được chất lượng cho chiếc xe này. Vì có những khách hàng ở rất xa
Kênh ô tô 360 của chúng tôi rất may là được rất nhiều khách hàng ủng hộ, có những khách hàng từ trong Nam cơ, hoặc là trong Tây Ninh, Đắk Lắk, Kiên Giang cũng đều gọi điện liên hệ với chúng tôi. Cho nên là những chiếc xe mà chúng tôi quay lên đây, chúng tôi sẽ cố gắng quay chi tiết nhất, thật nhất để cho quý vị và các bạn ở xa có thể tự xem và đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe của mình. Và nếu như quý vị và các bạn thích thì quý vị và các bạn có thể đặt chúng tôi, rồi quý vị và các bạn có thể bay ra tận nơi để xem chiếc xe này. Nếu ưng ý thì chúng tôi làm việc giá cả xong thì chúng tôi có thể vận chuyển tận nơi cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể yên tâm. Đây là cái phần hàng ghế sau. Hàng ghế sau thì còn rất là mới, vì phần sau này thì gần như không có người ngồi mấy, cho nên ghế nó còn rất là mới. Đây là cái phần cốp của chiếc xe. Ở cái phân khúc sedan thì cái cốp xe rất là rộng, để được rất là nhiều đồ, để được rất là nhiều đồ cho gia đình của mình. Nếu như quý vị các bạn có thể đi du lịch những chuyến công tác xa thì để được rất là nhiều đồ. Và cái điều quan trọng nữa là cái cốp của nó còn rất là mới, tất cả còn rất là mới. Chủ xe cũng đã ốp cả cái phần chrome ở đây, phần inox ở đây để bảo vệ chống xước cho cái phần cốp này. Và từ cái chân đèn rồi cho đến cái ốc nắp cốp đây, keo chỉ, tất cả nó còn nguyên bản. Thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm từ phía sau, tất cả còn rất là mới, rất là đều xe. Và chưa có bị đâm đụng như thế này thì chiếc xe đi còn rất là tốt đấy ạ, còn rất là nguyên bản đấy quý vị và các bạn ạ. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm chiếc xe này thì quý vị và các bạn đừng chần chừ nữa, hãy gọi cho chúng tôi ở số máy là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ngay và kịp thời đấy ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi. Chỉ hơn 400 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Kia K3 phiên bản 2.0 sản xuất năm 2015 ạ. Đây là cái táp bi cửa sau bên phụ, tôi cũng quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Còn rất là đẹp ạ, nội thất da thì rất là đẹp. Cái phần sau này thì ít người ngồi cho nên sạch, rất là đẹp. Và chủ xe đi thì rất là giữ gìn, cho nên là tất cả còn đều sạch, từ cái trần cho đến là ghế da hay là cái bậc cửa hay là những cái phần nhựa đằng sau này, tất cả còn đều mới đó. Quý vị và các bạn có thể yên tâm về cái chất lượng này. Chiếc xe này thì tôi nghĩ là quý vị và các bạn không cần phải quan tâm về chất lượng nữa, mà chúng ta chỉ bàn với nhau về giá thôi ạ. Và chiếc xe này thì chất lượng còn rất là tốt ạ. Đây là cái phần cánh cửa trước bên phụ, tôi lại quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Tôi không bỏ sót một chi tiết nào, tôi sẽ cố gắng quay chi tiết nhất để quý vị và các bạn cùng xem. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, có rất nhiều khách hàng của tôi ở tỉnh đã ra xem xe trực tiếp và cũng chia sẻ với tôi rằng là anh quay rất là có tâm, rất là thật, vì anh quay không giấu giếm một cái gì cả, anh quay rất là chi tiết. Vì là những khách hàng của tôi cũng đã từng xem một vài clip ở trên mạng, là khách hàng phản ánh là có những nhiều người quay là hay che đi những cái phần xấu, cố tình che đi những cái phần xấu mà quay những phần đẹp thôi, những cái phần xấu che đi. Nhưng mà riêng tôi thì khách hàng bảo anh quay rất là thật, quay rất là chi tiết, quay rất là cụ thể, quay không giấu một cái gì cả, cho nên là xem vào là có thể tự đánh giá được cái chất lượng ạ. Và qua đây tôi cũng xin cảm ơn rất là nhiều ạ, cảm ơn khách hàng ở tỉnh mà đã có ý kiến đóng góp cho kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Và sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần táp lô của xe. Trước tiên bước vào cái khoang máy thì khoang nội thất của xe thì tôi quay cái đồng hồ đây ạ. Cái đồng hồ là chạy 4.4 vạn xịn ạ. Cái điều đồng hồ này thì tôi cũng cam kết là đồng hồ chuẩn, tôi cam kết là tôi không tua cái đồng hồ này một chút nào. Chúng tôi không tua, chúng tôi lấy từ nhà khách hàng như thế nào thì chúng tôi để nguyên như thế vậy ạ. Và vô lăng thì cũng là vô lăng bọc da cao cấp và đã được tích hợp các phím điều khiển ở điện thoại rảnh tay hay cruise control đấy ạ. Đây cái phần cruise control hay là ga tự động, rất là tiện ích khi chúng ta đi đường trường ạ. Và vô lăng thì còn rất là đẹp. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chạy 4.4 vạn thì cũng là hợp lý thôi. Vô lăng cần số thì còn rất là đẹp, nội thất đẹp như thế này ạ, chưa xước xát gì cả. Và xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, đề nổ start tốt đây, cái nút start tốt đây. Nếu mà sử dụng nhiều thì cái nút start thì nó cũng xước đi rất là nhiều rồi, nó mờ rồi ạ. Và xe cũng đã được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đây là cái phần điều hòa tự động hai vùng độc lập ạ. Tôi vặn cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể biết được điều hòa tự động hai vùng độc lập nó như thế nào ạ. Đây là cái phần sạc điện thoại USB đang bị đầy đủ hết rồi. Màn hình giải trí đa phương tiện tích hợp với camera lùi. Đây là cái đầu DVD.
tôi đang mở đầu DVD cho quý vị các bạn cùng xem màn hình nguyên bản của xe, và màn hình rất là to và đã được trang bị lên đầu DVD, cho nên hệ thống giải trí cũng là rất là tiện ích đấy ạ. Và đã có cả bản đồ dẫn đường đấy, tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem. Rồi điện thoại rảnh tay, có rất là nhiều chế độ để cho quý vị các bạn cùng xem ở cái màn hình này ạ. Đây, rất là nhiều cái tiện ích để quý vị các bạn có thể xem Bluetooth này, rồi radio, iPod, rồi DVD, USB và GPS dẫn đường ạ. Tất cả là đầy đủ hết cả rồi. Quý vị các bạn mua chiếc xe này về thì quý vị các bạn cũng có thể yên tâm, không phải lắp thêm bất cứ một cái việc gì cả. Từ năm 2015 mà Kia cũng đã trang bị cho chiếc K3 này tương đối là đầy đủ rồi ạ. Màn hình thì cũng đã được tích hợp lên camera lùi. Đây là cái phần camera lùi của xe, tôi kiểm tra lại tất cả nó còn hoạt động rất tốt cho quý vị và các bạn cùng xem, thì quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này ạ. Và anh em thợ cũng có thể lấy được cho người nhà, người quen thì anh em cũng yên tâm về chất lượng của chiếc xe này. Vô lăng cần số tay phanh, tất cả còn rất là mới ạ, chưa có xước xát gì cả đâu ạ. Rất là đẹp, nội thất rất là đẹp ạ, tất cả chưa có dấu hiệu của một sự xước xát hay là mài mòn gì cả. Nguyên bản của nhà sản xuất nó như thế nào thì nó còn nguyên như vậy. Sau 5 năm sử dụng, thực ra gọi 5 năm sử dụng chiếc xe 2015 như đăng ký tháng 12 thì mới gọi là chỉ khoảng 4 năm sử dụng thôi. Cho nên chiếc xe chạy hơn 4 vạn thì nó còn rất là đẹp ạ, vì chủ xe đi cũng rất là giữ gìn. Đây là chiếc cửa sổ nóc của chiếc xe, tôi sẽ bật thử cho quý vị các bạn cùng xem để mở cái cửa sổ nóc này ra cho nó thoáng, để quý vị các bạn thấy nó còn đang hoạt động rất là tốt đấy ạ. Tất cả hoạt động rất là trơn tru, rất là đều xe, tất cả còn rất là đẹp ạ. Dù ngoại thất có đẹp đến đâu, nội thất có đẹp đến đâu thì chúng ta cũng không khỏi bỏ qua cái phần quan trọng nhất khi đi mua xe, đó là cái phần động cơ của chiếc xe. Động cơ của chiếc xe là cái phần quan trọng nhất. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái phần động cơ của chiếc xe. Kia cũng đã trang bị cho phiên bản K3 này là cái động cơ 2.0 lít và động cơ DOHC 16 van, và động cơ xăng, động cơ 2.0 lít tương đối tiết kiệm nhiên liệu. Và cái điều quan trọng nữa là tôi quay về cái ốc chân máy, ốc cabo này, ốc cabo keo chỉ cabo, tôi quay cho quý vị các bạn cùng xem tất cả nó còn nguyên bản như thế này. Keo chỉ chưa mất một phân keo chỉ nào cả, ốc tất cả cũng còn nguyên, thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng từ phía trước, tất cả còn nguyên bản ạ. Và tôi cũng cam kết luôn với quý vị và các bạn là tất cả khoang máy này là còn nguyên bản hết, nguyên bản từng cái ốc một, chưa một cái ốc nào bị tháo ra, tất cả còn nguyên bản từ cái ốc mặt máy, ốc cao su chân máy này, ốc tai này, ốc xương đầu trước này, tôi lại quay tất cả cho quý vị các bạn cùng xem nó còn nguyên bản như thế nào. Đây, tôi quay không bỏ sót một chỗ nào cho quý vị các bạn cùng xem nha, để quý vị các bạn là quan tâm sâu sắc đến chiếc xe này thì quý vị các bạn có thể xem kỹ hơn để biết được cái chất lượng của chiếc xe. Chưa có một cái ốc nào đã tháo ra khỏi cái trong cái khoang động cơ này cả, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Vì tháo ra thì không thể nào mà làm mất được cái vết tháo, tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Và sau đây thì tôi cũng mở cái nắp máy này ra cho quý vị các bạn cùng xem cái phần nắp nhựa này, để quý vị và các bạn có thể thấy được tất cả cái ốc ở trên cái mặt máy này. Đây, tôi quay sát lại cho quý vị và các bạn cùng xem nó còn nguyên bản hết ạ, tất cả các ốc này còn nguyên bản, chưa có một cái ốc nào có vết tháo ra cả. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay là chưa bị ngập nước, máy móc chưa phải làm lại, cho nên là chưa, hoặc là máy chưa phải lại chạy nhiều. Nếu như máy chạy nhiều thì những cái ốc này phải tháo ra để làm lại nó là cái chuyện bình thường. Nhưng với chiếc xe chạy có hơn 4 vạn nó còn nguyên bản như thế này là điều tất nhiên ạ. Tất cả nó còn nguyên bản hết ạ. Tôi cam kết với quý vị và các bạn, trong cái khoang máy này thì duy nhất chỉ có ắc quy thôi. Ắc quy thì chủ xe cũng đã thay rồi, vì cái tuổi thọ của ắc quy thì quý vị các bạn cũng biết đấy, bây giờ ắc quy khô tuổi thọ của nó chỉ khoảng 3 năm thôi, 3 đến cái nào bền thì đến 4 năm là phải thay ắc quy rồi. Cho nên là chiếc xe này cái ắc quy thì là có khả năng chủ xe thay rồi, chứ còn lại là tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là động cơ nó còn nguyên bản hết. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip,
hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe Kia K3 2015 này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 2.0 2015 này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi. Rất là nắng nóng, với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.